Chào mừng cả nhà mình đang đến với kênh đặc sản quê tôi nha. Hôm nay thì nhà mình sẽ làm món cháo hải sản. Thì ở đây nguyên liệu nhà mình hôm nay có chuẩn bị đó là 500g thịt hàu sống và 500g tôm. Cháo hải sản thì mình có thể nấu các loại hải sản như là tôm, mực, cá tùy ý ha. Nhưng mà ở đây mình chỉ dùng hai nguyên liệu này thôi. Và nấm rơm, một ít hành tỏi, một củ gừng nhỏ, một chén gạo, muối nêm canh và một muỗng đường, tiêu, nước mắm và hạt nêm. Mình có giá ăn kèm và hành lá. Bây giờ mình bắt đầu chế biến nhé. Để khử mùi tanh của hàu, mình sẽ cho vào đây một ít muối, khoảng một muỗng đó các bạn, và một ít rượu. Mình sẽ trộn đều lên và mình ngâm ở đây 10 phút, sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Cách này sẽ giúp cho hàu mình thật hết mùi tanh đó các bạn. Phần tôm thì mình sẽ bóc vỏ. Mình sẽ bóc vỏ rửa sạch và mình lấy chỉ ở lưng ra. Mình lấy cái sợi chỉ ở lưng này nè các bạn. Tôm mình đã bóc vỏ và đã rửa sạch rồi nè các bạn. Và hàu thì mình cũng rửa lại cho thật sạch và để ra rổ cho ráo nước. Phi này mình sẽ vớt ra để tí nữa khi nào ăn thì mình để vô ha. Tiếp theo mình lại tiếp tục cho hành, rừng cắt sợi và tỏi vào mình phi luôn. Khi hành tỏi thơm rồi thì mình sẽ cho tôm vào. Mình cho hàu vào luôn. Mình sẽ nêm vào đây một ít bột nêm, một xíu nước mắm, tiêu và một muỗng đường. Mình
xào như vậy á, để cho cái hàu và tôm á nó thấm gia vị và nó thơm hơn đó các bạn. Mình để cho hàu và tôm nó sôi thêm khoảng 5 phút, rồi sau đó mình tắt bếp và nhấc xuống khỏi bếp nhé. Tiếp theo mình sẽ cho một cái chảo lên bếp, rồi mình cho gạo vào để mình rang nè. Gạo mình chỉ rang cho nó hơi vàng vừa thôi các bạn, như vậy là được rồi nè. Mình sẽ cho cái phần gạo vừa rang này ra ngoài cái thau, sau đó thì mình sẽ đi vo lại cho thật là sạch cám. Gạo mình vo sạch xong rồi thì mình bắt cái nồi nước lên để mình nấu cháo nè. Nấu cháo thì mình sẽ canh cái lửa vừa vừa thôi nha các bạn. Không thôi là nếu mà sôi quá là nó sẽ bị lửa cao quá là nó sôi quá nó sẽ bị chào đó các bạn. Và mình cũng bớt cái bọt nó đi nè. Lúc này thì gạo của mình nó cũng hơi nở rồi đó các bạn. Mình sẽ cho luôn cái phần nấm rơm vào ha. Mình cho nấm vào trong cháo á, thì cháo nó rất là ngọt đó, mà thơm cái mùi nấm nữa. Mình thấy cháo nó đã đặc rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tôm và hàu lúc nãy mà mình đã xào đó. Mình cho hết vào đây luôn. Rồi mình chờ cho cái nồi cháo nó sôi lại rồi mình nêm nếm lại lần nữa. Là được rồi ha. Mình sẽ nêm thêm vào đây một muỗng đường, một muỗng cà phê đường đó các bạn. Và cái phần bột bột canh nè. Hạt nêm. Mình sẽ nêm lại một lần nữa rồi tắt bếp đó các bạn. Mình thấy rất là vừa ăn và ngon lắm đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho đầu hành vào luôn. Rồi bây giờ thì mình tắt bếp. Phần gia vị thì mình có thể nêm nếm theo cái khẩu vị nhà mình nha các bạn. Cháo nóng hổi thơm phương phức luôn cả nhà ơi. Rất là dễ dàng để có một tô cháo hàu hải sản thật là thơm ngon đúng nè. Khi mình món này khi mà mình ăn thì mình sẽ rắc thêm một ít hành và một ít tiêu. Và mình sẽ ăn kèm với giá nè. Rất là ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy cách nấu cháo hàu của mình hay thì nhớ tặng cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Bye bye.